đứng là Châu. Come on, Trường Long mình chuẩn bị tham gia trò chơi cầu nhúng lại nha. Bạn nào chưa chơi đây, các bạn cho mình chơi tiếp tục. Gia luôn. 1, 2, 3, đẩy 1, 2, 3 lên nào. Đoàn nào chưa được cái trò chơi liên hệ tân đoàn cùng em nha mọi người. Em cho mình chơi nha. Tiếp tục. Chồng tới thời quen ra rồi. Cô đã đi cô. Cô giáo như mẹ hiền. Rồi hai chân đặt nhau nè. Để tay trước sau. Wow. Tiếp tục. Tới giờ giữ giờ rồi. Giờ cô bơi cho bò đi cô. Nước mẹ hết cô phương tay là được. Còn nhiều con cho bò tiếp tục lên luôn. Thầy của em. Wow. Bạn cho họ chơi lại 2 lượt luôn, tiếp tục. Mỗi bên còn 2 người. 1, 2, 3. Trường Long Bình chuẩn bị tham gia trò chơi tiếp theo. Go. Đầu nào chưa chơi được cái đoàn cùng em nha mọi người. Go. 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 Con đây còn ai? Con đây còn ai? Đối đầu chính là hai cô gái xinh đẹp đến từ trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng. Để tay phía sau đi cô, dùng vào vai dùng nông thôi. Đúng rồi. Chơi đi cô. Chúng ta đang tập gần với cái thể dục nha. Đúng. Bài tập vận động nha. Du nhập Mỹ. Nó dữ vậy. Tuyệt vời. Wow. Ok. Chúc mừng đội chiến thắng là băng cầu màu xanh. Và ngay bây giờ, ông với thầy cô đến trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng ơi, cử giùm cho khách mời đại diện đi. Em gửi tặng quà trước cho mình 2 phần quà trái cây. Xin được mời tất cả quý thầy cô cùng nhau mình di chuyển cho mình lúc phía sau á thầy cô. Nước nó cạn hơn. Và đặc biệt những trò chơi có phù hợp với nữ hơn cho mình nha. Chút xíu nữa có thời gian em di chuyển cho phía sau tổ chức trò chơi tiếp tục dành cho mình. Và ngay bây giờ xin được mời thầy cô đến là trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng cùng nhau mình di chuyển trong lúc phía sau. Trước khi mình ra phía sau em gửi tặng quà trước cho mình nha. Có thời gian em di chuyển ra em tổ chức trò chơi tiếp cho mình nha cả nhà. Em gửi tặng cho thầy nè thầy, nhận quà trái cây lấy thảo cùng với em. Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Yeah, phía sau, chào cả nhà đang xem livestream tại làng du lịch sinh thái ông Đề nha cả nhà ơi. Rồi. Cuối tuần mà mọi người chưa biết đi đâu, cứ đến ông Đề nha cả nhà. Sẵn sàng tiếp tục chưa? Rồi Trường Long mình xuống cầu lại dùm hai khách quan nha. Và Khoan, cảm ơn nhạc rất là nhiều mấy em Khoan đã nhúng nè. Hai thành viên đầu tiên vô vạch màu trắng dùm anh. Trước khi chơi cho anh hỏi kỹ hơn coi. Ngày hôm nay trường của mình là thầy hay cô là thằng hiệu trưởng? Thầy. Thầy tên là gì? Thắng. Thầy Thắng. Dạ ở tổ 26 ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha anh Hồng Cường ơi. Đặc biệt là sẽ anh muốn chi tiết về dịch vụ cách của bên em á, anh cứ nhắn trực tiếp cho fanpage hoặc là điện cho hotline nha cả nhà. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn dịch vụ cho mình nè. Không được dùng tay, nữ đối với nữ không được dùng tay, nữ đối với nam nữ không được dùng tay. Ngày hôm nay có ai là cộng đồng làm gốm đất Càm không? Không. Có là phải nói lên là chủ tiên nha. Rồi đứng lên. Rồi 1, 2, 3. Đến hôm nay chơi thoải mái. Thoải mái buông hết sức mình. Tự tin khoe cá tính. Rồi luôn. Wow. Tiếp tục. Go. Welcome on day. Trường trung học cơ sở Long Bình Hải Đỉnh nào. Tiếp tục. Trời thầy thắng tự hào cho mấy em. Cố lên cường, quá mạnh mẽ về. Ao ao, bay xuống mương luôn, bay vùi vùi xuống mương luôn. Anh chị Đức Phú Yên ơi, ra đem cho mình chơi này cả nhà. Em kéo chung với các bạn một chút xíu cho mà chơi chung với đội bạn nha. Để rồi tiếp tục lên nào. Em chơi lên chơi chung chung và cẩn thận từ từ xuống giùm anh. Xuống nhà. Em đánh lộn hay vậy con? Chụp không được dùng tay. Trước khi mình chơi anh chị Thích Phú Yên nè. Cô chú nào anh chị nào mình giao tư trang nhiều quá, mình tháo ra gửi cho tất cả những bạn không chơi dũng mộ giùm em nha. Cái nào lộn lẹo vậy rớt cho cả nhà. Chúc mừng đội chiến thắng là đội băng cầu màu. Màu 9-1. Còn bạn nào chơi lên đấu thêm lượt nữa nè. Chơi thêm lượt nữa, chơi chung với tất cả quý cô chú anh chị Thích Phú Yên. Mình kết hợp đội mình chơi chung nha.